Về nội dung thì gồm có hai phần chính. Đầu tiên mình nói về cái bệnh trào ngược và bệnh gần, để cho nó nhanh ha. Thì thứ hai là mình sẽ nói về gần kháng trị. Về gần thì cũng có 4 phần, mà gần kháng trị cũng có 4 phần. Đó là mình định nghĩa phân loại, cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị. Đầu tiên mình nói về gần. Thứ nhất là định nghĩa. Thì đây là cái định nghĩa của ACG, tức là cái trường môn tiêu hóa của Mỹ năm 2013. Thì họ định nghĩa gần như thế nào? Nói rằng gần là các triệu chứng hoặc biến chứng từ việc trào ngược của dịch dạ dày vào thực quản ha. Hoặc xa hơn nữa, tức là từ thực quản nhưng mà trào ngược lên thực quản, thậm chí xa hơn nữa, ví dụ vào cả trong khoang miệng, bao gồm cả thanh quản hoặc phổi. Về phân loại gần thì mấy anh chị để ý đó là nó chia làm hai hội chứng. Một cái hội chứng nó gọi là hội chứng thực quản, là bên tay trái á, và một cái hội chứng gọi là hội chứng ngoài thực quản. Những cái hội chứng ngoài thực quản này điều trị cực kỳ khó. Một hội chứng thực quản của mình thì mình đã chia làm hai nhóm. Một cái nhóm nó gọi là hội chứng mà có triệu chứng, thì nó là một cái trào ngược, hội chứng trào ngược điển hình. Tức là nó có hai cái triệu chứng rất là điển hình, đó là một cái triệu chứng ở nóng và trớ đó, hoặc là nó là cái hội chứng đau ngực do trào ngược. Nhiều bệnh nhân họ đến mà họ không phải khám mình đâu, họ đi khám cái tim mạch á, họ nghĩ là cơn đau thắt ngực ha, triệu chứng đau ngực không điển hình đó. Rồi cái nhóm mà hội chứng mà nó liên quan đến vấn đề tổn thương ở thực quản á, thì chỉ có cái nhóm này mới chỉ soi mới thấy thôi. Những nhóm kia nó có triệu chứng mình soi mình cũng thấy, không có thấy tổn thương gì ở thực quản hết. Thì cái tổn thương ở thực quản thường gặp nhất là mình lấy cái viêm thực quản rào ngược. Viêm thực quản rào ngược thứ hai là mình có thể thấy chít hẹp thực quản. Nếu mà viêm lâu ngày rồi nó có thể sơ và nó chít hẹp. Kế tiếp là barret. Cái barret bây giờ cũng khá là phổ biến đó chị. Rồi là đó là tiền đề cho cái ung thư ở thực quản, carcinoma ở thực quản, ung thư tuyến, các kiểu ung thư tuyến ở thực quản. Về cái hội chứng mà ngoài thực quản á, thì người ta thấy có một cái mối liên quan rất là rõ ràng đã được chứng minh rồi. Đó là cái hội chứng ho do trào ngược. Hội chứng ho do trào ngược, mấy chị ngồi, mấy chị thấy nhiều bệnh nhân họ có bị ho á, được chẩn đoán là viêm họng mãn hoặc là hen phế quản vân vân, thì cái này có thể là do trào ngược. Thứ hai là cái hội chứng viêm thanh quản do trào ngược, cái này bên tai mũi họng mà gặp nhiều lắm. Thứ ba là hội chứng hen do trào ngược ha. Thứ tư nữa là cái hội chứng bào mòn răng do trào ngược. Ngoài ra còn có những cái mối liên quan khác mà họ nghĩ họ đề xuất thôi chứ chưa có được chứng minh, chưa được thiết lập rõ ràng. Đó là viêm họng, viêm xoang, sơ phổi tự phát và cái viêm tai giữa, tai đi tai lại. Về cơ chế bệnh sinh thì chúng ta thấy là có những cái cơ chế sau. Chúng ta biết là ở thực quản nó có những cái cơ chế để bảo vệ, tránh có sự tưởng cái axit từ dưới dạ dày nó lên thực quản, nó gây tổn thương thực quản. Thì đầu tiên đó là cái cơ thắt thực quản dưới. Thì cái cơ thắt thực quản dưới là cái chỗ mà để nó ngăn cho cái dịch từ dạ dày nó trào ngược lên thực quản, đặc biệt là sau khi ăn. Thì ở những cái người mà bị gợt á, thì nó có một cái cơ thắt thực quản dưới, vậy viết tắt là less á, là nó bất thường. Nó có thể là nó giảm bất thường hoặc là cái trương lực của nó giảm. Thứ hai là cái cấu trúc giải phẫu chỗ nối giữa dạ dày thực quản bị phá vỡ đi do cái hiện tượng hấp vị hoành. Thứ ba nữa là cái dạ dày của mình sau nó chậm làm trống, có nghĩa là mình ăn vào nó cứ chứa hơi, nó cứ đầy hoài luôn, nó rất là chậm làm trống dạ dày. Do đó nó cũng là một cái yếu tố để đưa cái dịch từ dạ dày nó trào ngược lên thực quản. Kế tiếp là tăng áp lực ổ bụng. Và một cái cơ chế khá là mới, đến chị mới, mới là phải mới với mình thôi. Là mình đọc và mình thấy là đó là cái túi axit. Đến chị thấy thêm bên kia, đó là cái túi axit, nó rất là lớn và rất là gần cơ hoành. Ở những cái người mà bị gợt á, thì cái túi axit này nó to hơn và nó gần cái cơ hoành hơn so với những người không bị gợt. Do đó mà chúng ta thấy rằng lại là có những bệnh nhân mà sau một bữa ăn rất là xa rồi, tức là lúc đó axit tiết không nhiều nữa, nhưng bị cái túi axit này và bệnh nhân vẫn có cái triệu chứng trào ngược xa bữa ăn. Về chẩn đoán cái trào ngược như thế nào, thì chẩn đoán của mình là có dựa vào triệu chứng này, dựa vào bạn câu hỏi này, dựa vào nội soi thực quản dạ dày tá tràng này, dựa vào điều trị thử thuốc ức chế bơm proton PPI. Mấy chị nhớ cái điều trị thử theo cái tổ chức tiêu hóa toàn cầu á, WHO năm 2015, họ chỉ nói gọi là điều trị thử khi mấy chị sử dụng liều chuẩn trong 8 tuần liên tục mà thất bại, thì coi như mấy chị điều trị thử thất bại thôi. Chứ hồi xưa mình theo cái quy trình cũ á, là mình chỉ điều trị thử
điều chuẩn trong vòng 2 đến 4 tuần thôi. Thế là mình phải điều trị một đợt trào ngược là mấy chị phải điều trị 8 tuần là thử xem có đáp ứng hay không đó. Và cái pH monitoring tức là mấy chị đo cái pH ở thực quản. Thì cái phương tiện này là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán GERD. Tuy nhiên cái phương tiện này hiện nay không có ở Việt Nam chúng ta. Do đó chúng ta sẽ phải sử dụng những cái phương tiện ở trên đó, đa số là dựa vào lâm sàng và có thể một phần nội soi để mình có thể chẩn đoán GERD. Thì theo cái trường môn, cái guideline tức là hướng dẫn của trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2013 thì họ đề xuất mình chẩn đoán GERD dựa vào cái gì? GERD có thể được chẩn đoán trong cái bệnh cảnh mà chúng ta có, bệnh nhân có những cái triệu chứng điển hình. Mấy chị nhớ hai triệu chứng điển hình của GERD là trào ngược và ở nóng, là trớ và ở nóng. Tôi rất là tức cười là một vừa rồi trình luận văn bác sĩ chuyên khoa 2 nha, chuyên về tiêu hóa luôn, làm về GERD, và tôi hỏi triệu chứng điển hình của GERD là gì, không biết. Rồi tôi hỏi thế nào gọi là trớ, không biết là trớ là gì hết. Tóm lại là có những cái rất, mấy chị biết rất là nhiều, nhưng những cái thực sự cơ bản luôn mà để cho mấy chị chẩn đoán mấy chị không có biết. Bây giờ tôi không biết, thì tôi hỏi mấy chị biết trớ là gì không? Thì mấy chị nói trớ, mình nhấn đâu biết trớ là gì? Em bé trớ thì biết đúng không? Ai có con thì sẽ thấy em trớ hay sau khi nó đâu có ói đâu, nó gọi là trớ. Thì người lớn mình cũng vậy, tức là mình sẽ xem cái triệu chứng như thế nào. Khi nó có triệu chứng điển hình của trào ngược, đó là ở nóng và trớ. Trớ tiếng Anh là regurgitation đó. Thì chúng ta có thể chẩn đoán và chúng ta điều trị liền bằng thuốc, bằng thuốc theo kinh nghiệm đó là PPI. Trong đó PPI được khuyến cáo, tức là người ta cho phép nó chỉ có thể dựa vào hai cái triệu chứng chính, triệu chứng cơ năng đó để mình có thể là chẩn đoán và điều trị luôn. Bây giờ tôi vô triệu chứng. Hai cái triệu chứng chính là ở nóng và trớ, thực sự là nếu các chị không biết cách mô tả thì chẳng có bệnh nhân nào nó khai được. Chứ tôi hỏi bệnh nhân có ở nóng không, ta đâu biết ở nóng là gì, hỏi trớ ta cũng biết là gì hết. Thành ra hai cái triệu chứng là mình phải biết cách hỏi, và khi mình biết cách hỏi mình mới thấy rằng cái tần suất bị GERD rất là nhiều ở Việt Nam chúng ta. Ngoài ra bệnh nhân có thể diễn tả những cái triệu chứng khác đơn giản hơn và họ có thể dễ diễn tả hơn, đó là đau thượng vị, đó là đầy bụng, đó là nuốt khó, nuốt đau, đó là những cái triệu chứng khác của có thể của GERD, là buồn nôn, nôn, tăng tiết nước bọt, khàn tiếng, đau ngực, vân vân. Bây giờ ở nóng là gì? Ở nóng là cảm giác nóng rát sâu, nóng rát vùng vị ức và nó lan dọc lên xương ức, có thể lên đến cổ. Và nó thường xảy ra sau bữa ăn, nhất là những bữa ăn quá no, ăn chất chua, cay, ăn chocolate, nhiều dầu mỡ, uống rượu bia, khi tập thể dục, khi nằm. Và đặc biệt cái triệu chứng này nó nặng hơn nếu bệnh nhân nằm ngửa. Thường là khi bệnh nhân nằm nghiêng trái, nằm ngửa nó khó chịu, nó dễ trào ngược lắm. Thứ hai thì bệnh nhân ngồi cũng ra phía trước, và khi người ta uống cái antacid, cái gói antacid hoặc nhai thì nó đỡ đi. Mấy chị nhớ thứ nhất là đặc điểm, thứ nhất là nó nóng sau xương ức này, nó có tính chất nó lan lên cổ. Thứ hai là cái cách nó xảy ra thường là sau khi bữa ăn, và thường nhiều nhất đó là buổi tối á, mình ăn trễ á, thường buổi tối bệnh nhân ăn trễ cỡ khoảng 8-9 giờ đi, tối ngủ tối nằm bắt đầu 10 giờ ngủ, thường mình phải cắt khoảng thời gian ra ít nhất là 3-4 tiếng, vì bệnh nhân nằm ngủ như vậy là bệnh nhân cảm giác ngứa vướng ở cổ và cảm giác rất là khó chịu. Nhiều lúc là nóng quá họ phải ngồi dậy, họ ngồi bật dậy, họ phải ngồi dậy một hồi lâu cho nó đỡ rồi họ mới nằm xuống được, giống y chang như gì đó chị, giống như là suy tim vậy đó, đúng không? Tức là khi nằm như vậy rất là khó thở, mà bệnh nhân họ không phải khó thở mà họ cảm thấy ngứa rất là khó chịu hoặc là nóng rát sau xương ức. Đó là mấy chị để ý những triệu chứng đó là gợi ý có trào ngược. Rồi trớ là gì? Trớ là sự trào ngược thức ăn trong dạ dày lên vùng hầu họng nhưng không có nôn. Mấy chị thấy bé trớ chưa? Em bé sau khi bao bú no rồi đúng không? Thường thường mình vác lên vai mình bố 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 vài cái cho nó ở cái thì cho nó nằm xuống thì ok. Nhưng mà không, nó chưa có ở được mà nằm xuống hồi thế nào gì? Thấy nó trào, thì ăn ra ở miệng. Cái đó gọi là trớ chứ không phải là ói. Ói là phải có gì mấy chị? Có cái tham gia của cơ hoành. Ha, cái đó không phải là ói mà là trớ. Thậm chí mình có cảm giác chua, hoặc mình hay dùng cái từ là ở chua đó, cái đó cũng là trớ. Cảm giác nóng ở miệng, hoặc tự nhiên thấy có một phần thức ăn mình ăn vào cảm giác vui ở nó trào lên ở cổ mình đó, thì đó cũng là trớ. Và cái tư thế cúi hay vận động sẽ làm tăng áp lực thành bụng,
và làm gây ra nhớ. Như vậy á, mình chỉ dựa vào hai cái triệu chứng đó để mình chẩn đoán một cái gần á, thì đôi khi nó khó khăn, vì đôi khi bệnh nhân không có những cái triệu chứng điển hình hoặc không đủ hai triệu chứng điển hình. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái bộ câu hỏi gần quy để giúp chúng ta có thể chẩn đoán trong cái tình trạng là chúng ta không có cái tiêu chuẩn vàng ha, mà thực sự thế giới nó cũng không dùng cái đo pH để làm cho tất cả các bệnh nhân đâu, chỉ những trường hợp mà nó gọi là gần kháng trị hoặc là khó chẩn đoán thì họ mới làm thôi. Thì bộ câu hỏi này nó chỉ có thể dễ dàng chẩn đoán gần này, mấy chị về cái cơ sở phòng khám của mình á, in cái tờ này ra, chỉ khó nhớ, nếu mà khó nhớ in ra sẵn để đó đi, bệnh nhân vô hỏi đánh điểm cộng lại ra coi có phải không, nó dễ lắm nha. Thì câu hỏi hỏi cái gì, ở trên là số ngày có triệu chứng trong tuần vừa qua, bên này là ở nóng, mình phải mô tả cho ta hiểu ở nóng là sao, ở chua là sao, trớ là sao, đau vùng bụng giữa trên, buồn nôn, khó ngủ về đêm do ở ha, ở nóng và trớ, cần uống một thuốc khác ngoài kê toa vì triệu chứng ở nóng trớ. Xong mình mới hỏi mấy lần trong tuần mình đánh điểm vô, mình cộng lại hết, nếu mà từ 0 đến 7 điểm á thì khả năng nó không phải là gần, nhưng mà nếu nó từ 8 thì 8 điểm thì khả năng 80% là gần, nó giúp mình chẩn đoán là dễ. Bây giờ khi nào thì soi? Soi không có phải dùng để chẩn đoán gần nha. Mấy chị nhớ là cái gần của mình là bệnh trao ngược dạ dày thực quản, thì nó có 3 cái hình thức, là gây viêm thực quản do bào mòn và lần tao dùng chung là viêm thực quản. Cái thứ hai là gây trào ngược mà không có viêm, tức là gây trào ngược mà không ảnh hưởng đến thực quản. Và thứ ba là bao tác thực quản. Thì cái nhóm mà không có tổn thương ở thực quản 60-70%. Như vậy khi tôi đặt cái ống soi vào, tôi sẽ thấy hoàn toàn bình thường, thực quản nó không có gì hết. Lẽ đương nhiên tôi thấy ca nào soi là ra xung huyết dạ dày, không có ca nào soi có viêm xung huyết hết. Nhưng mà tôi đã thấy gợt á, mấy chị soi cái thực quản hoàn toàn bình thường thì mấy chị không phải loại trừ gần, vì đến 60-70% là gì, nó không có sao tổn thương ở thực quản, chỉ những trường hợp nào mà viêm thực quản thôi là 20-30% hoặc là barret thì tôi soi tôi mới thấy thôi nhé. Chứ như vậy là nội soi không phải dùng để chẩn đoán cái gần. Như vậy 70-80 bệnh nhân bị gần thì không chẩn đoán được bằng gì, bằng phương pháp nội soi. Đây là cái hình ảnh của viêm thực quản theo phân bộ Los Angeles từ mức độ A đến mức độ D. Đa số người Việt Nam mình là rốt là mức độ A và B, rất là hiếm khi gặp C và D. Hồi đó tôi ngồi phòng khám nhiều lắm rồi tôi mới thấy một trường hợp, vài trường hợp C và D, chỉ có một trường hợp thôi, mà ở nước ngoài thì họ bị nhiều hơn. Đây là cái barret thực quản, tức là cái niêm mạc vảy lót tầng ở thực quản được thay thế bằng biểu mô trụ, do đó là đây là một cái tiền ung thư. Cái barret là tiền ung thư, đó là thường nguyên nhân chính của nó là do cái trào ngược lâu dài, nó trào ngược nặng và kéo dài thì nó gây ra cái barret. Thì khi nó gặp cái barret là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán đó là sinh thiết, nó phải sinh thiết ha. Và khi sinh thiết ra họ sẽ trả lời cho mình là có chuyển sản hay nghịch sản, và nghịch sản ở mức độ nào. Thì nguyên cái bài barret thì mấy chị muốn tham khảo, mấy chị lên cái guideline của Mỹ á, của trường tiêu hóa Hoa Kỳ á, năm 2016 biết là rõ đối với bệnh nhân barret thì phải theo dõi như thế nào ha, và điều kiện như thế nào. Bây giờ xác định chẩn đoán dựa vào cái ACG năm 2013 khi họ nói về nội soi như thế nào. Họ nói rằng nội soi tiêu hóa trên không đòi hỏi ở những bệnh nhân mà có triệu chứng trào ngược, triệu chứng gần điển hình, tức là những bệnh nhân có triệu chứng điển hình là tôi không có chỉ định nội soi. Nội soi chỉ khuyến cáo ở những người mà có dấu hiệu báo động. Vì sao mấy chị? Dấu hiệu báo động là rất là quan trọng, vì nó như nguyên ung thư, thì nó họ phải chỉ định nội soi. Còn dấu hiệu báo động là như thế nào thì đương nhiên mình phải biết rồi ha, và giúp mình sàng lọc những bệnh nhân có nguy cơ cao với biến chứng. Nội soi lặp lại thì không chỉ định ở bệnh nhân mà không có barret và không có triệu chứng mới, tức là tôi nội soi lần đầu tôi thấy nó là có cái viêm thực quản trào ngược, thì sau khi điều trị đợt thường là 8 tuần nó lành thì tôi không cần nhất thiết, nếu bệnh nhân cải thiện triệu chứng thì tôi không nhất thiết gì tôi phải soi lại hết, tôi không cần phải chỉ định soi lại. Trừ trường hợp là bệnh nhân không đáp ứng hoặc là nó xuất hiện thêm có triệu chứng gì khác nữa ngoài cái triệu chứng mà bệnh nhân đến với mình lần đầu, thành ra cái chỉ định nội soi lặp lại thì không cần thiết. Ở những bệnh nhân mà không có barret, barret thì nó phải có nội soi định kỳ. Barret cái nội soi định kỳ đó là gì? Nó tầm soát ung thư đó ha. Cũng như đây là cái hướng dẫn về điều trị của Mỹ, của cái ACG năm 2013.
về hướng dẫn điều trị và chẩn đoán này, thì mấy chị họ sử dụng cái test hồi nãy tôi nói đó. Thứ nhất là mấy chị dựa vào triệu chứng, thứ hai là dựa vào độ soi, đúng không? Độ soi thì chị chẩn đoán được có 20-30% trường hợp thôi. Thứ ba là dựa vào gì? Điều trị thử, bộ câu hỏi QG, và thứ tư là điều trị thử. Thì cái điều trị thử là nó xem như là một cái test chẩn đoán của G. Và cái bảng này họ nói cái test chẩn đoán của G và cái hữu ích của cái test này. Thì điều trị thử đó là điều trị thử gì? Điều trị thử thuốc ức chế bơm proton, không có sử dụng những cái thuốc kháng tiết khác nha. Không sử dụng gì? Không sử dụng ức chế thụ thể H2 mà sử dụng thuốc ức chế bơm proton. Liều là liều chuẩn. Liều chuẩn là liều sao các chị còn nhớ không? Omeprazole là 20mg, Isomeprazole là 20mg, chứ phải 40 đâu, 40 là xài liều gấp đôi rồi. Rabeprazole là 20mg, gì nữa? Lansoprazole là 30mg, Pantoprazole là 40mg, liều chuẩn trong 8 tuần lễ là điều trị thử đó. Họ chỉ chỉ định cho những trường hợp nào có triệu chứng khá là điển hình và không có dấu hiệu báo động. Có dấu hiệu báo động là bắt buộc soi liền, vì không soi là có thể là mình bỏ sót ung thư. Và cái ngưỡng mà cao nhất của bằng chứng này là những cái nghiên cứu phân tích tổng hợp meta analysis thì cho thấy được cái điều này. Và họ khuyến cáo là nếu mà cái thử nghiệm này dương tính, có nghĩa là tôi điều trị tôi thấy đáp ứng thì là đúng rồi, đó là được. Nhưng nếu mà tôi điều trị mà tôi thấy nó âm tính, tức là bệnh nhân không đáp ứng, thì không loại trừ gợt nha. Tôi điều trị PPI liều chuẩn 8 tuần lễ, tôi thấy bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, không có đáp ứng gì hết, hoặc đáp ứng rất là kém, thì không loại trừ người này bị gợt, vẫn có thể bị gợt. Rồi mình qua cái phần điều trị. Mục tiêu điều trị là gì? Là loại bỏ triệu chứng, là làm lành cái viêm thực quản. Nếu mà trên thực quản trong nội soi họ thấy có viêm thì tôi sẽ điều trị lành, quản lý và ngăn ngừa, tức là điều trị và ngăn ngừa các biến chứng. Và biến chứng mình sợ nhất là Barrett, và cái nặng nề hơn đó là ung thư biểu mô thực quản. Và cuối cùng cái mục tiêu của nó là mình giúp cho bệnh nhân có một cái thuyên giảm kéo dài, tức là có bệnh nhân có một cái cuộc sống, có một cái chất lượng sống tốt do cái triệu chứng của nó ổn định trong một thời gian dài, chứ không phải là tôi chỉ điều trị một đợt hết rồi sau đó bệnh nhân cứ bị đi bị lại. Về phương pháp điều trị, từ cái mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng, thì cái mức độ mà nó xuyên suốt, thường thường là mình ở cái mức độ ở giữa đó, tức là những cái trường hợp bệnh sớm, không có cần thiết phải điều chỉnh những bất thường về giải phẫu. Tức khi nào bạn cần điều chỉnh những bất thường về giải phẫu thì tôi phải đi qua cái thủ thuật và phẫu thuật rồi. Bên này tôi nói tôi điều trị nội khoa thôi. Thì cái đầu tiên đó là thay đổi lối sống, cái thay đổi lối sống xuyên suốt, và kế tiếp đó là thuốc. Như vậy mình ở đây mình chú ý hai vấn đề, thứ nhất là thay đổi lối sống, thứ hai là sử dụng thuốc. Về thay đổi lối sống thì nói chung là khi mình kể ra hết các thay đổi lối sống thì bệnh nhân cảm thấy là cuộc sống chẳng còn có gì là vui nữa, cái gì cũng kim riết, không còn gì để vui. Ví dụ mình nói bệnh nhân phải nhai thật kỹ, ngồi phải thẳng, cái giường là phải kê cái đầu giường cao lên. Mấy chị hay dặn bệnh nhân là gì? Nằm kê cái gối cao, kê gối cao lên thôi, kê là phải kê từ cái vai lưng này lên nè, cho đầu giường nó nằm theo cái hướng như hình đó đó. Chứ mấy chị kê cái gối cao lên thì sao? Có bệnh nhân đến khám với tôi rồi bị thoái hóa cột sống cổ. Tôi hỏi tại sao, tôi dặn là đi nằm sao, nói bác sĩ á, lần mấy bác sĩ khác khám tôi, bác sĩ nói nằm đầu cao lên, trong cái tờ ghi chú nằm đầu gì, đầu cao kê gối cao lên, thế là cái gối thiệt tự trang nằm kê lên rồi mà lớn tuổi nữa là nó thoái hóa cột sống cổ, nằm là kê là cái đầu giường á lên khoảng bao nhiêu, 20-30 cm. Tí nữa tôi cho các chị có cái gối trên mạng có bán, cái gối dành cho người bị trào ngược, chứ tối nhiều người bị trào ngược không có ngủ được, nó có cái gối. Rồi kế tiếp là không được uống gì trong lúc ăn, không được uống trong lúc ăn, phải đi bộ sau khi ăn, phải kiểm soát stress, không hút thuốc lá, giảm uống rượu, tập luyện thể thao đều đặn, không ăn vào lúc gì đi ngủ, tối đi ngủ được có ăn, không có nằm cúi ra phía trước sau khi ăn, ăn ít thôi, tối ăn ít thôi, và không có gì làm cái gì áp lực lên cái dạ dày, ví dụ như tập tạ chẳng hạn, hoặc là cái quần gì, cái quần mà ren dữ quá, hoặc là gì đàn ông đi chặt quá, nên đó là tăng áp lực. Như vậy làm sao nhớ, nội mình nhớ thì mình dặn bệnh nhân là khó rồi đúng không? Rồi, nhưng thực sự ra từ 16 nghiên cứu lâm sàng trong năm 2016, tức là họ phân tích 16 cái nhóm nghiên cứu lâm sàng trong 2016 để đánh giá về hiệu quả thay đổi lối sống, thì họ thấy ra hai cái tiêu chí mà có ý nghĩa nhất để giảm triệu chứng bệnh nhân đối với thay đổi lối sống, đó là thứ nhất giảm cân. Giảm cân nếu mà mập quá phải giảm cân, và thứ hai là nâng cao đầu giường, mấy chị thấy gối không?
nằm họ nghiêng, thường thường mấy chị dặn bệnh nhân là gì, nằm nghiêng qua bên trái nha, nằm nghiêng qua bên trái đừng có nằm ngửa. Thực tế là khi tôi dặn bệnh nhân á, tôi có thời gian nhiều, tôi dặn bệnh nhân thường người bệnh nhân này không có mập nên cái giảm cân thì mình không có khuyên đó, người nằm mập quá mình cứ khuyên thôi. Cái vấn đề mình nằm, và vấn đề thứ hai các chị nhớ đó là gì, không nên ăn trễ, nên ăn sớm trước 7 giờ tối. Buổi tối không nên ăn nhiều quá là một nè, ăn sớm trước 7 giờ tối, 3-4 tiếng sau mới được gì, nằm ngủ. Khi nằm thì gì, nằm ở tư thế này, tức là kê cao từ đây lên nè, và nghiêng sang gì, bên trái. Nếu mà triệu chứng ban đêm nó nhiều thì sẽ giúp cho bệnh nhân. Về thuốc, thuốc thì nó liên quan đến này, nó có 3 nhóm thuốc chính hiện nay, đó là thuốc ức chế bơm proton kháng thực thể H2, là cái nhóm gia tăng giảm tiết axit. Thứ hai là prokinetics, mình hay gọi là thuốc trợ vận động. Thứ ba là cái antacid và acinat. Acinat là thuốc mới đó, ý là tôi sẽ nói đến chị nghe cái acinat. Thì những cái thuốc này á, họ thấy là đặc biệt cái PPI và cái acinat này nó có vai trò lên cái cơ chế chính hiện nay của trào ngược, đó là cái cơ chế túi axit, trong cái túi axit mà nó dự trữ sau khi ăn đó. Về thuốc thì trong ba hai cái nhóm thuốc khác tiếp mà mình hay sử dụng đó, thì cái nghiên cứu phân tích tổng hợp cho thấy rằng là cái PPI là cái đường màu vàng đó, cái hiệu quả mà chữa lành cho những bệnh nhân là trào ngược có viêm thực quản á, có viêm thực quản á, thì nó hiệu quả vượt hơn hẳn so với nhóm sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2 và nhóm placebo. Do đó mà mấy chị sẽ thấy rằng hướng dẫn điều trị hiện nay của Mỹ hay ở đâu cũng vậy là chủ yếu tập trung vào PPI, và điều trị PPI là điều trị một đợt của nó là 8 tuần lễ nha, điều trị một đợt là 8 tuần lễ để làm giảm triệu chứng và làm lành những cái viêm thực quản da trào ngược. Liều khởi đầu là một lần một ngày vào bữa đầu ăn đầu tiên trong ngày. Mấy chị biết còn có nhớ cái bài tôi có nói mấy chị về PPI không? Mấy chị uống lúc nào? Buổi sáng, trước hay sau ăn? Mấy bao nhiêu? 30-60 phút, nhớ dặn bệnh nhân nghe chứ không dặn gì hết về hậu. Để làm gì mấy chị? Để mình có thể làm gì? Tráng mà tráng, sao tráng được? Để nó có 2-3 giờ nó vào trong máu, nó tới gì? Tới tế bào thành, đúng không? Nó rơi vào cái thời điểm tế bào thành hoạt động và bơm proton hoạt động để nó ức chế bơm proton hiệu quả nhất. Hiệu quả nhất là uống, nếu uống một lần một ngày thì sẽ là uống buổi sáng trước khi ăn sáng 30-60 phút. Còn đối với những bệnh nhân mà nó không đáp ứng hoặc họ đáp ứng rất là kém, khi chúng ta sử dụng liều một lần một ngày hoặc là triệu chứng ban đêm nó nhiều quá thì mấy chị có thể là gì? Tăng lên hai viên, một buổi sáng một buổi tối. Một buổi tối uống lúc nào anh chị? Uống lúc nào? Uống trước ngủ đâu mà ngủ uống chi nữa, ngủ uống cái khác. Uống trước khi ăn tối 30-60 phút, nói chung là PPI phải uống trước ăn nha. PPI là phải uống trước ăn, một viên uống trước ăn sáng, một viên trước khi uống trước ăn chiều, ăn tối gì cũng được, miễn là ăn nhưng phải ăn nhiều, nhưng mà sau đó phải ăn. Không ăn là thuốc nó có phát huy tác dụng nhiều, ăn là phải có xí chất đạm trong đó, chứ ăn mà không có đạm nó cũng không có ấy đâu nha, nó không có kích thích để làm hoạt hóa cái bơm proton của mình đâu đó. Và như vậy đầu tiên á, bệnh nhân vô kê cái toa uống PPI liều chuẩn ha, một lần một ngày. Bây giờ tôi nhớ bảo hiểm y tế mấy chị xài liều gấp đôi nó phạt đó, chứ phải giờ ông đâu xuất quán đó. Khi liều chuẩn nhớ liều chuẩn nghe, rồi sau thấy không bớt điều trị cái đã, sau thấy không bớt tôi tăng lên 2 viên, tôi có lý do tôi tăng lên. Rồi sau khi điều trị 8 tuần thấy bệnh nhân ok quá rồi thì tôi chuyển sang duy trì được ngưng cái rục nghe, ngưng cái rục là bị lại đó, tôi chuyển sang điều trị duy trì ha. Bây giờ duy trì thì nó có cái vai trò của thuốc ức chế thụ thể H2. Mấy chị nhớ thuốc ức chế thụ thể H2 thì chỉ có một cái vai trò duy nhất là điều trị duy trì đối với gợt thôi ha. Điều trị duy trì thì mình chỉ chọn những bệnh nhân nào ở bệnh nhân mà tôi điều trị PPI đã ổn rồi ha, đã ổn rồi và không có cái viêm thực quản trên nội soi á, điều trị ở nó ổn rồi thì thôi có thể tôi sẽ cho thêm ức chế thụ thể H2. Còn những trường hợp thứ nhất là đó duy trì, thứ hai nữa là những cái bệnh nhân mà có triệu chứng về đêm á, triệu chứng trào ngược về đêm nó quá nhiều đi á, triệu chứng về trào ngược về đêm, ví dụ bệnh mấy nó chỉ cho PPI buổi sáng rồi, nó chỉ có thể cho PPI buổi tối nữa hoặc trước khi ăn tối nữa, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng về đêm, tức là ban đêm cũng vẫn cảm giác độ nóng và nó khó chịu lắm phải ngồi dậy,
thì lúc đó cái PPI, cái ức chế thụ thể H2 nó chỉ có thể cho uống trước khi đi ngủ, không có uống cùng lúc với PPI. Thuốc ức chế thụ thể H2 là uống trước khi đi ngủ nha. Hoặc là mấy chị thấy cho hai viên, ví dụ như mấy chị có xỉn quá, mấy chị xài Nestum đi hoặc Pareat đi, mấy chị xài viên Pareat 20mg buổi sáng trước khi ăn sáng, thấy bệnh nhân đáp ứng tốt nhưng buổi tối vẫn chưa ổn, mà thêm viên Pareat nữa phí quá đúng không, thêm viên nữa uổng quá, tốn tiền quá, thì thôi tôi thêm gì hai viên dăng tắc uống buổi tối trước ngủ, ok liền. Nhưng nhớ khi tôi cho thuốc ức chế thụ thể H2 thì nó có vấn đề gì, có vấn đề lần thuốc được có vài tuần nó hết tác dụng, mà thuốc ức chế thụ thể ra nó có một cái hiện tượng mà người ta gọi đó là tachyphylaxis, đó là cái hiện tượng quen thuốc đó. Đó là đôi khi tôi sử dụng được vài tuần, được một hai tháng tôi thấy bắt đầu nó hết hiệu quả rồi thì thôi tôi ngưng thời gian và tôi chuyển sang cái nhóm khác tôi sử dụng, tôi điều trị duy trì. Điều trị duy trì thì áp dụng cho những bệnh nhân mà sau khi tôi ngưng, tôi cứ ngưng thử PPI là nó lại xuất hiện triệu chứng, thì những trường hợp đó là tôi phải điều trị duy trì thôi. Hoặc là những bệnh nhân mà nó có những cái biến chứng của viêm thực quản khá là nặng, ví dụ như là glucose analog CD, hoặc là những bệnh nhân mấy chị thấy có Barrett là mấy chị phải duy trì rồi, không thể nào ngưng được, duy trì lâu dài lắm. Và đối với những bệnh nhân mà đòi hỏi phải sử dụng PPI kéo dài như vậy á, thì mấy chị nên sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả. Liều thấp nhất có hiệu quả, ví dụ đang xài Nestum 40, giảm xuống Nestum 20, đúng không? Mình có viêm 10 rồi. Còn nếu mà xài Rabeprazole 20 thì giảm xuống là viêm chỉ 10, tức là giảm cho đến cái liều nào mà thấp nhất mà tôi thấy bệnh nhân vẫn còn gì, vẫn ổn, không có triệu chứng thì tôi duy trì cái liều đó. Thì có hai cách duy trì, hoặc là tôi duy trì suốt luôn, uống miễn ngưng, uống hoài luôn, khỏi ngưng, có cái liều thấp nhất uống hoài luôn. Trường hợp thứ hai tôi duy trì bằng demand, on demand có nghĩa là duy trì theo nhu cầu của bệnh nhân. Theo nhu cầu bệnh nhân là sao? Ổn ngưng thuốc, khi nào bị gì uống lại, và một đợt vậy là khoảng 4 tuần 8 tuần. Khi nào bị uống thôi chứ không có uống gì, không uống kéo dài. Mấy chị mà mấy chị sau này tôi có điều kiện tôi sẽ nói mấy chị về cái tác dụng phụ của PPI cập nhật đến năm 2017. Khủng khiếp lắm chứ không phải đâu, uống PPI kéo dài nó tăng đủ thứ. Cái tăng đầu tiên là tăng tỷ lệ tử vong. À, tăng nguy cơ tử vong so với người không uống, không có người uống ít. Thế mấy chị đừng có uống cho nhiều. Khi nào mình cần mình mới uống thôi. Rồi, đầu tiên là điều trị 8 tuần, điều chỉnh. Mình chia là hai nhóm. Một cái nhóm mà nếu có cái viêm thực quản II là viêm thực quản đó, viêm thực quản, hoặc là có chỉ có những cơn tái phát là đi lặp lại ha, hoặc là nó chỉ phải đáp ứng với PPI liều thấp thôi, không thể ngưng được, thì mấy chị sử dụng PPI kéo dài ha. Còn nếu cái nhóm bên này là mấy chị thấy là cái viêm thực quản nhẹ thôi, viêm loss analog A chẳng hạn, và hoặc sau không thấy gì hết, thì mình có thể sử dụng PPI on demand, tức là khi nào bệnh nhân có triệu chứng thì tôi trị, còn không thì tôi tạm thời ngưng thuốc. Đây là cái hướng dẫn của châu Âu, của Hội Tiêu hóa châu Âu năm 2020, châu Á Bình Dương năm 2020 sử dụng thuốc PPI và phối hợp với một cái thuốc khác. Thì mấy chị thấy PPI là cái thuốc chính rồi, nó là cái main therapy, nó là cái thuốc, là cái phương pháp điều trị chính trong cái gợt rồi. Nhưng bên cạnh đó đôi khi tôi phải phối hợp với các thuốc khác, chứ tôi sử dụng một mình nó không có hiệu quả ha, hoặc là nó làm tăng cái hiệu quả thêm khi tôi kết hợp. Thì họ thấy cái vai trò của thuốc trợ vận động đơn độc hoặc kết hợp với PPI thì nó làm có vai trò trong điều trị gơ, đặc biệt ở vùng châu Á chúng ta. Cái antacid mình biết rồi, bây giờ tôi có một cái antacid mới ha. Nhưng thật sự nó không phải chỉ là antacid đơn thuần, nó là alginate bicarbonate, tức là nó là alginate natri cộng với natri bicarbonate và canxi bicarbonate, cặp bicarbonate của canxi đó. Nó có tác dụng gì? Thứ nhất, nó là một cái antacid, nó có trung hòa axit, nhưng cái vai trò đó không lớn. Vai trò thứ hai là khi tôi uống vào ngay sau khi bữa ăn thì cùng với cái gì? Nó sẽ kết hợp với nước ha, ở trong dạ dày, nó trở thành là gì? Tạo thành một cái hàng rào là alginate bicarbonate, các chị thấy cái hàng rào màu trắng đó, thành một cái hàng rào rất là vững chắc, nó chắn giữa cái gì, cái dạ dày và cái thực quản, nó chắn trào ngược ha. Thường là alginate họ sử dụng 3-4 lần ngay sau khi ăn, mấy chị chạy thử đi, hiệu quả vô cùng luôn á, ở những bệnh nhân mà các chị thấy xài PPI mà nó vẫn còn triệu chứng. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp khá là mới vào năm 2017. Đây là những cái nghiên cứu về alginate
thì em chị mấy chị thấy cái cuối cùng là overall đó, là cái cuối cùng cái quả đám nó lịch sang cái hướng là gì, thuận lợi cho bệnh nhân. À như vậy khi tôi điều trị anginat OR là 4.42 và có những thống kê về khoảng tin cậy nói gì, nó không chứa một, có nghĩa là khi tôi sử dụng thêm cái anginat thì cái khả năng đáp ứng của bệnh nhân tăng lên gấp 4.42 lần ha, tức là cái hiệu quả đó khá là tốt. Anginat hiện nay trên thị trường là cái gì đó chị biết không? Gaviscon đó, gói. Tuy nhiên nó hơi khó gì, nó uống vô nó hơi khó chịu đó, một số bệnh nhân họ nói là khó chịu. Rồi mình qua cái gờ kháng trị. Bây giờ tôi đã điều trị như vậy rồi, tôi đã xài PPI rồi, 8 tuần rồi, liều chỉnh rồi, thậm chí tôi thêm anti-H2 rồi, tôi đã thêm prokinetic rồi, nhưng mà nó vẫn không hiệu quả, thì coi chừng nó là gờ kháng trị hay là triệu chứng gờ kháng trị. Bây giờ mình xem thế nào là kháng trị. Về định nghĩa, năm 2012 thì ta gọi gờ kháng trị khi cái triệu chứng chính sau điều trị tối thiểu 12 tuần với liều gấp đôi liều chuẩn nhưng triệu chứng giảm không hơn 30-50%. Tuy nhiên, vào năm 2016 mình có một cái đồng thuận của châu Á Thái Bình Dương thì họ lần đầu tiên mình mới có một cái định nghĩa về gờ rõ ràng, và trước đó chỉ là chưa phải là định nghĩa. Nhưng một châu Á Thái Bình Dương của mình năm 2016 có một cái đồng thuận cho rằng triệu chứng gợt da dẳng gây khó chịu và không đáp ứng tối thiểu 8 tuần với liều chuẩn PPI có thể được xem là gợt kháng trị. Như vậy tôi điều trị 8 tuần một PPI liều chuẩn nhưng bệnh nhân vẫn không đáp ứng triệu chứng thì coi như là gợt kháng trị. Về nguyên nhân của triệu chứng trào ngược kháng trị, tôi nói nguyên nhân của triệu chứng trào ngược kháng trị vì có thể nó không phải là trào ngược đâu, nó là một cái nguyên nhân gì đó mà nó gây ra triệu chứng thôi. Thì cái nguyên nhân của trào ngược kháng trị hoặc là gợt thì mình dễ rồi. Cái khó là không phải gợt, nó không phải là gợt nhưng nó có triệu chứng y chang như gợt, chính vì vậy tôi điều trị gợt thì nó đâu có đáp ứng đâu. Còn nếu là gợt thì nó có hai loại, hoặc là nó tiếp xúc với axit thực quản bình thường, tức là cái nó là do tăng nhạy cảm của thực quản thôi, thực quản không tiếp xúc với cái axit thông thường bình thường mình vẫn có cái trào ngược sinh lý nha, nhưng người đó họ không có triệu chứng, đặc biệt tôi lại có triệu chứng hoặc là bất thường là đúng rồi. Mấy chị coi cái bảng của đồng thuận châu Á Thái Bình Dương 2016, họ chia ra cái trào ngược kháng trị không phải là gợt, có thể là do gì, cái lằn sóng dạ dày bị trì trệ là thường gặp, thứ hai là achalasia là co thắt âm tiết, cái này gặp nhiều với mấy chị. Mình chẩn đoán là gợt trị quán hết, đi vô đại học ở Dược Soi cuối cùng nó là gì, co thắt âm tiết ha. Thứ ba đó là chức năng functional là chức năng đó, trào ngược chức năng. Còn cái nhóm mà trào ngược không phải axit hoặc là axit yếu thì mấy chị thấy là có thể xảy ra là sau khi ức chế axit ha, nhưng mà nó thường là trào ngược, cái này là liên quan đến vấn đề là do vấn đề cơ học nhiều hơn, liên quan đến vấn đề bất thường về cái giải phẫu chỗ nối dây thực quản dạ dày do cái thoát vị lớn đó, ức chế tiết axit không đủ hoặc là nhạy cảm với trào ngược vân vân. Trong đó hai cái nhóm mà thường gặp á, mấy chị sẽ thấy này, hai cái này thường gặp, thứ nhất là ở nóng chức năng functional, là ở nóng chức năng nó nằm trong cái nhóm nó gọi là rối loạn tiêu hóa chức năng, trong đó có IBS và cái khó tiêu chức năng, các chị sẽ nghe ha. Thứ nhất là cái đó, và cái thứ hai nữa là đây là do mấy chị điều trị chế toan không đầy đủ, là hai cái mấy chị có thể can thiệp được. Còn để phân biệt được cái này là trào ngược có phải do axit không hay là có trào ngược hay không, mấy chị bắt buộc phải làm cái pH monitoring, thậm chí phải làm cái impedance, có nghĩa là cái kháng trở nữa, cái đó là nó sâu hơn, mình không có điều kiện làm. Và theo Rombo là 2017 nha, 2016 thì tiêu chuẩn ở nóng chức năng. Ở nóng chức năng là nhóm A1 thuộc rối loạn thực quản chức năng. Thì nó tiêu chuẩn chẩn đoán gồm, thứ nhất đau hoặc cảm giác nóng rát sau xương ức, triệu chứng không giảm mặc dù đã điều trị kháng tiết tối ưu, không có bằng chứng trào ngược dạ dày thực quản, tức là tiếp xúc axit bình thường không liên quan đến trào ngược hoặc là viêm thực quản do eosinophil, không có rối loạn vận động thực quản chính như là co thắt thâm vị tắc nghẽn, co thắt mất nhu động, và các tiêu chuẩn phải đủ và kéo dài 3 tháng với triệu chứng khởi phát tối thiểu 6 tháng trước khi chẩn đoán với tần suất tối thiểu là 2 lần một tuần. Hầu hết gọi là chức năng nó đều bắt buộc triệu chứng khởi phát phải là 6 tháng trước và các tiêu chuẩn phải kéo dài 3 tháng. Tất cả rối loạn chức năng đều có tiêu chuẩn đó hết. Như vậy mấy chị thấy rõ ràng để chẩn đoán được ở nóng chức năng, tôi phải loại trừ được trào ngược, tôi phải loại trừ được những cái rối loạn vận động. Mà muốn loại trừ trào ngược là cái phương tiện đó là pH monitoring thì không có làm được. Thứ hai loại trừ
mình rất là vận động, mình không có làm được cái gì, cái đó thì quả mình không làm được luôn. Thành ra để chẩn đoán cái này cực kỳ khó. Như vậy con hai cái thứ hai là ức chế axit không đủ. Ức chế tiết axit không đủ là do bệnh nhân tuân thủ kém hoặc là bệnh nhân sử dụng PPI chưa đủ là chưa đúng. Tuân thủ kém là gì? Điều không đủ, thời gian uống sai ha. Thời gian uống sai là thay vì trong buổi sáng thì bao nhiêu phút thì dặn bệnh nhân uống sau khi ăn, hoặc là dặn bệnh nhân uống tối trước khi ngủ thì không có đúng, không đúng thì không có hiệu quả ha. Người ta nhận thấy rằng là sau một, có một cái nghiên cứu họ thấy rằng là sau 1 tháng và 6 tháng điều trị PPI thì bệnh nhân chán quá rồi, chỉ còn khoảng 55% bệnh nhân và 30% gồm duy trì sử dụng PPI theo hướng dẫn ban đầu. Tức là 1 tháng từ 100 người rớt xuống còn 55 người là tuân thủ đúng, thêm đến 6 tháng thì rớt xuống còn có 30 người là tuân thủ đúng thôi. Bữa nào mình làm thử nghiên cứu là đi dễ đúng không? Mình làm thử nghiên cứu để cho bệnh nhân mình điều trị 5-6 tháng mình coi uống có đúng không? Hay bệnh nhân bỏ thuốc mất tiêu rồi, chán quá bỏ thuốc rồi, tuân thủ thì kém thì thường gặp trên bệnh nhân gồm. Thứ hai là vấn đề PPI chúng ta sử dụng chưa đủ và đúng. Thứ nhất thời gian không đúng, thứ hai uống cùng lúc với kháng tiết khác ha. Mình biết là PPI nó chỉ hoạt hóa trong môi trường axit, do đó nếu mình cho uống chung với các thuốc kháng tiết khác thì cái môi trường nó không còn ra viên da, nó không được hoạt hóa, do đó không được uống chung với thuốc ức chế bơm ruột, thì với thuốc ức chế thụ thể H2 vân vân hết. Liều ngắt quãng với khởi đầu chậm và liều không đủ, liều bệnh nhân vẫn chưa có đủ. Bây giờ mình ôn chút xíu này, mình có nói qua hồi trước rồi đó anh chị, về cơ chế hoạt động của thuốc ức chế bơm ruột. Đây là cái nhóm thuốc ức chế axit khá là mạnh nhất ở dạng không hoạt động và nó chỉ được hoạt hóa trong môi trường axit. Và nó hoạt hóa là gì? PPI uống vô ha, theo máu tới dạ dày, sau đó vô cái tế bào thận. Cái tiểu quản của tế bào thận nó được hoạt hóa, tức là proton hóa đó, thành cái dạng là dạng hoạt hóa là sulfenamide. Thì lúc đó nó mới có tác động lên cái bơm H cộng K cộng ATPase. Thì cái sự hoạt hóa này nó chỉ thuộc vào pH, hồi nãy mình nói rồi, và thứ hai là thuộc vào cái pK của pH. Như vậy dựa vào cái này mình sẽ nói là mình sẽ biết cách uống PPI sẽ không được dùng cùng với các thuốc kháng tiết khác ha. Ví dụ như ức chế thụ thể F2, anticholinergic, misoprostol hay somatostatin. Và hiệu quả nhất khi mình uống trước khi ăn 30 đến 60 phút, cái này mình nói rồi ha. Đó là cái các bạn nhớ. Và cái pK là gì? pK là pH mà PPI, lúc cái pH đó PPI hoạt hóa được 50%. Và cái tốc độ hoạt hóa là chỉ thuộc vào cái pK. Thì trong tất cả các PPI đều có hai thế hệ PPI hết. Trong tất cả các PPI thì rabeprazole nó có cái pK cao nhất là 5, còn lại thì đều dưới 4 hết, từ 4 trở xuống. Do đó cái rabeprazole nó có cái vai trò là ức chế bơm proton ở tất cả các vùng của tuyến dạ dày. Trong khi những cái PPI mà có pK dưới bằng 4 thì nó ức chế không đầy đủ bơm proton ở những vùng axit yếu, ha, ở những vùng mà axit của nó lên 5 hoặc 6 thì những cái PPI khác á, nó khả năng hoạt hóa nó kém hơn, do đó cái ức chế axit nó sẽ yếu hơn. Đây là một nghiên cứu cho thấy rằng là ở cái pH dạ dày là 1.2 thì cái thời gian mà hoạt hóa, thời gian hoạt hóa half-life để hoạt hóa đối với cả bốn loại PPI này đều khoảng từ 1.3 đến 1.6 phút, không có sự khác biệt. Tuy nhiên khi pH dạ dày đẩy lên 5.1, tức là ngay sau khi ăn, thời gian pH lên 5.1 thì chỉ còn là gì? Thì các thằng pantoprazole nó phải mất đến 282 phút nó mới hoạt hóa. Các omeprazole phải tăng lên 4.2, lanzol là lên 90 phút, còn pantoprazole chỉ có cái rabeprazole thôi á, là pK bằng 5 đó, thì là cái thời gian hoạt hóa của nó chỉ có 7.2. Cái số rabe 5, ome 4, lanzol 4, đó là cái pK của nó đó. pK rabe là 5, ome là 4.2, lanzol là 4.2 và pantol là 3.8, pantol là kém nhất. Vấn đề chuyển hóa của PPI, tất cả các PPI đều được chuyển hóa ở gan qua một cái hệ thống gọi là ship, hệ thống ship á. Thì omeprazole các chị thấy chuyển hóa chủ yếu qua CYP2C19, lanzoprazole và lanzoprazole thì vừa qua CYP2C19 vừa qua CYP3A4, pantoprazole qua chủ yếu CYP2C19, isomeprazole cũng chủ yếu qua CYP2C19, chỉ có rabeprazole là nó không qua cái CYP2C19, không qua cái CYP3C19 nhiều, nhưng nó qua chủ yếu qua con đường không enzyme. Thì chúng ta thấy cái vấn đề chuyển hóa này nó có cái gì? Thì chúng ta sẽ qua thông qua cái tính đa hình của cái CYP2C19. Nói đơn giản như này thì nó phức tạp, đơn giản là vậy. Mình có những cái exon để mã hóa cái kiểu hình của CYP2C19.
thì giống như là mình có kiểu gen, giống như người này mắt màu xanh, người kia mắt màu đỏ, người kia mắt màu vàng, người đó thì là có ba kiểu hình tất cả. Thì trong những người ngồi đây á, sẽ có những người có kiểu hình chuyển hóa nhanh, sẽ có những người chuyển hóa chậm và chỉ có những người chuyển hóa trung gian. Chuyển hóa nhanh thì sao, chuyển hóa chậm là sao, chuyển hóa trung gian sao, thì mình sẽ thấy đây là cái phân bố kiểu hình của người Việt Nam. 90 thì 40% là chuyển hóa nhanh, 40% chuyển hóa trung bình và chuyển hóa trung gian đó, và 20% chuyển hóa chậm. Cái PPI nào mà nó có cái chuyển hóa càng nhanh đó, nó vô cái người mà chuyển hóa càng nhanh đó, thì cái khả năng đào thải của nó càng nhanh và nồng độ thuốc càng giảm, do đó hiệu quả của thuốc sẽ giảm. Những người mà chuyển hóa chậm ha, thì hiệu quả nó tốt hơn vì khả năng đào thải thuốc nó chậm hơn. Do đó ở những người chuyển hóa nhanh thì có thể hiệu quả của PPI nó kém và nó có thể gây ra thất bại trong vấn đề diệt trừ hay của mức tabloid, hoặc là nó gây ra tình trạng rét hoặc ngừng kháng trị. Do đó mình có thể chọn lựa những bệnh nhân nào ít có chuyển hóa phụ thuộc vào ship 2 C19 để gì cái hiệu quả điều trị ổn định và nó ít tương tác thuốc. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là khi tôi sử dụng cái rabeprazole 20mg với một cái PPI khác trong, và người ta đo pH sau khi sử dụng vào ngày thứ nhất, thì tôi thấy rằng là cái pH dạ dày trung bình của khi sử dụng rabeprazole nó sẽ đẩy lên đến 3.4, cao hơn so với các thuốc ức chế bơm rồ tâm phát. Đó là do vai trò của cái PK đó. Cái thứ hai nữa, đây là cũng là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là hiệu quả của rabeprazole so với các PPI khác, khi chúng ta sử dụng liều đầu tiên và ta đo pH vào buổi tối, thì họ thấy là cái pH được đẩy lên 2.3, cao hơn so với các thuốc ức chế bơm rồ tâm khác và so với placebo. Đây cũng là một nghiên cứu cho thấy rằng là bariat, tức là rabeprazole, có hiệu quả điều trị lạch lét cao ở bệnh nhân viêm thực quản trào ngược, vì nó không bị ảnh hưởng bởi tính đa hình của ship 2 C19 ở tuần thứ 4 và tuần thứ 8. Mấy chị thấy là cho dù bệnh nhân này là màu xanh lá cây là toàn bộ, rồi tới cái màu xanh xanh đen đó là chuyển hóa nhanh, rồi tới cái màu màu xám xám là chuyển hóa, màu đen đen đó là chuyển hóa nhanh, cũng là chuyển hóa trung bình và chuyển hóa kém, cuối cùng là màu cam đó, thì chúng ta thấy là cái đáp ứng của bệnh nhân á, tỷ lệ lành á, trên lành cái viêm thực quản nó không có khác biệt giữa các nhóm này, không có sự khác biệt, là do nó không có bị ảnh hưởng bởi cái tính đa hình. Rồi cái cơ chế thứ hai mà nó gây ra bệnh nhân có triệu chứng kháng trị á, đó là cái bùng phát axit về đêm, nó gọi là cái bùng phát gọi là breakthrough á, bùng phát axit về đêm. Người ta thấy rằng mặc dù tôi đã dùng PPI 2 lần một ngày rồi, nhưng tôi vẫn đo pH dạ dày vẫn là dưới 4 và kéo dài 1 giờ, kéo dài hơn 1 giờ vào ban đêm, các chị thấy đó, buổi tối ha, và ban đêm đó, cái khoảng mà pH nó tụt xuống kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Cái hiện tượng này ta gọi là hiện tượng bùng phát axit về đêm, và nó gặp khoảng 70% bệnh nhân có gần kháng trị ha. Tuy nhiên thì nếu mà người ta làm cái pH monitoring thì họ thấy cái này nó chỉ tương quan với triệu chứng khoảng 36% mà thôi. Như vậy làm thế nào để tôi đánh giá và tôi điều trị cái gợt kháng trị? Đầu tiên là tôi tìm hiểu các triệu chứng, xem cái triệu chứng đó nó có gợi ý một nguyên nhân nào khác hơn không. Thường là gợt nó ít có triệu chứng khó, nó ít có triệu chứng đau, đúng không? Nó ít có cái ói dai dẳng, tôi tìm thêm các triệu chứng khác, tôi xem nó có những cái triệu chứng khác hoặc những cái triệu chứng dai dẳng này nó là cái gì, nó có phải là do gợt hay không. Tôi đánh giá sự tuân thủ thuốc, xem bệnh nhân có uống đúng như lời tôi dặn hay không, uống trước ăn hay là uống đúng liều hay không, đánh giá sự thay đổi lối sống xem bệnh nhân có tuân thủ hay không, rồi xem bệnh nhân có rối loạn về chức năng hay tâm lý hay không. Các chị nhớ là những cái nhóm bệnh lý về tiêu hóa nó hay có liên quan đến tâm lý, mà khi nó liên quan đến tâm lý các chị cho không cho thuốc thì có triệu chứng hoài à, uống thuốc nó không bớt ha, những cái bệnh nhân này điều trị khá là khó khăn. Sau khi mấy chị đánh giá rồi, mấy chị thấy mọi thứ đều là ổn, mấy chị tăng lên liều, đang uống một viên tăng lên 2 viên, hoặc là mấy chị đổi sang PPI khác luôn. PPI nó có một cái đặc biệt rất là mấy chị điều trị lâu ngày, mấy chị sẽ thấy tôi điều trị cùng PPI nó hàng xịn đàng hoàng mà nó bớt, tôi chuyển cái hàng PPI khác nó lại bớt, tức là tùy vào một bệnh nhân khó nói lắm. Hoặc tôi đang sợ sãi cái PPI đang chuyển hóa chủ yếu qua tiếp sai bên hiệp C19, có khả năng là người này ở chuyển hóa nhanh, thì tôi chuyển sang cái nhóm khác, không điều trị PPI một thứ không bớt thì chuyển đi đổi loại khác hoặc là tăng liều lên gấp đôi. Rồi sau khi đã đổi rồi, đã tăng liều lên rồi mà thấy không ổn thì tôi đi làm xét nghiệm,
xét nghiệm thăm dò, thì ở đây mình chỉ có làm được mỗi cái nội soi thôi ha. Mình làm được cái nội soi thì gọi là dạ dày tá tràng, hoặc là mình làm được chụp cái gì baris thực quản thôi, baris thực quản trong những trường hợp tôi nghi ngờ cái achalasia đó. Còn cái đo pH và đo áp lực thực quản tôi không có làm được, thì Việt Nam mình không có ha. Sau khi tôi làm cái đó rồi, thường là phải làm đo pH thực quản thì tôi mới xác định được là cái trào ngược này nó có gây ra triệu chứng hay không và nguyên nhân của liên quan đến trào ngược. Còn á, mình chỉ nội soi và mình chụp thì mình chỉ loại trừ những trường hợp gì có nguyên nhân khác, mà thường đôi khi chúng tôi chẩn đoán ở trước tuyến trước chẩn đoán là gờ kháng trị, nhưng mà khi đến chúng tôi cứ nói là gì thư, soi ra nó là ung thư hoặc là nó là gì achalasia. Co thắt tâm trí mình chỉ cẩn thận nha. Cái đồng thuận của châu Á Thái Bình Dương năm 2016, cái tuyên bố số 15, họ nói gì? Sau khi tôi đã đánh giá cái sự tuân thủ thuốc của bệnh nhân rồi, tôi sẽ thám sát hơn nữa bằng các phương tiện. Ở đây họ bao gồm là nội soi, gọi là dạ dày tá tràng và những cái hình ảnh và đánh giá bằng test chức năng. Test chức năng mình không có làm được, pH monolin làm cũng được, hoặc pH kết hợp với impedance tức là đo cái kháng trở cũng không làm được. Thì họ đề nghị mình làm như vậy với cái sự đồng ý là 100%. Bây giờ mấy chị thấy nội soi. Nội soi thì tôi giúp để chủ yếu là loại trừ các bệnh lý khác thôi. Có thể là tôi thấy một cái loét, có thể là thấy viêm thực quản gia tăng bạch cầu ai toan, hoặc có thể là do một cái achalasia hoặc là một cái ung thư gì đó. Còn nếu là gờ kháng trị 90% soi bình thường. Ha, 90% gờ kháng trị soi bình thường, như vậy là soi là thua rồi đó. Soi là chủ yếu để giúp mình gì? Chẩn đoán các bệnh lý khác. Như vậy giá trị nội soi trên những bệnh nhân gờ kháng trị rất là thấp. Như vậy còn có pH thực quản, đó là tiêu chuẩn vàng để phát hiện trào ngược axit ở thực quản. Nhưng nó có cái hạn chế là nếu tôi trào ngược mà không phải trào ngược axit, tôi trào ngược axit yếu, hoặc tôi trào ngược không phải là axit, hoặc là tôi có trào ngược nhưng triệu chứng đó không phải là của trào ngược mà tôi thua, tôi làm pH monitoring tôi thua. Thành ra nó mới phối hợp một cái phương pháp mới là kết hợp giữa đo trở kháng với là gì? Cái pH monitoring 24 giờ thông thường. Đây là cái phương tiện nhạy nhất để giúp chúng ta xác định thứ nhất có trào ngược hay không, thứ hai trào ngược axit hay không phải axit, thứ ba trào ngược này nó có liên quan đến triệu chứng của mình hay không. Thì đây là một cái nghiên cứu để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta kết hợp giữa một cái pH với một cái đo kháng trở trên bệnh nhân nghi ngờ trào ngược thanh quản họng, thì họ thấy rằng này các chị, tổng số 98 người ha, thì tổng số mà có tiếp xúc với axit á, họ tính điểm á, là còn lại bao nhiêu người? Chia là hai nhóm, một nhóm là họ thấy là có tiếp xúc với axit, một nhóm thì là không rõ, không có. Xong một trong cái nhóm mà có thì là họ xác định đó là trào ngược do axit là 18 người. Trong cái nhóm mà họ làm cái pH thông thường á, họ thấy là không có tiếp xúc axit và họ làm cái điểm, họ làm cái kháng trở thì họ thấy là hai nhóm, một nhóm là có trào ngược, thực sự họ thấy có trào ngược nhưng nó không gây triệu chứng, và một nhóm họ thấy trào ngược nhưng không phải là axit. Tức là họ chia ra được trong 98 người đó, họ chia ra được là 61 người có trào ngược nhưng không phải là gây triệu chứng của mình, 19 người là có trào ngược nhưng cái trào ngược nó phải của axit, không có axit thì xài PPI làm gì. Nếu trào ngược không phải axit thì mình chỉ xài PPI chẳng có tác dụng gì, mình chỉ phải sử dụng cái phương pháp khác nha, phương pháp khác. Lâu lâu mình chỉ thấy nội soi trả lời gì trào ngược gì dịch bọt, thì dịch bọt xài gì, chẳng nhảy trào ngược dịch bọt đóng có miếng axit rồi còn đi xài thêm PPI vô nó có tác dụng gì đâu. Nhưng lúc đó vai trò của thằng gì? Của thằng gì? Vai trò của prokinetic, vai trò của những cái thuốc khác và vai trò của alginate, lúc đó nó có vai trò vì lúc đó nó là chống trào ngược thực sự chứ nó không phải là trung hòa axit. PPI chỉ là gì? Chỉ là trung hòa axit để cho trào ngược lên, không phải là axit thôi, chứ nó đâu có giảm cái sự trào ngược đâu. Thế nên chị phải để ý cái chuyện đó là khi mình xài thuốc. Bây giờ điều trị theo consensus tức là theo cái sự đồng thuận 2016 của châu Á Thái Bình Dương, thì những bệnh nhân mà thất bại PPI thì đầu tiên tôi nội soi ha, tôi nội soi thì mình làm được mỗi cái nội soi thôi ha, hoặc là mình xem xét mình cho chụp thực quản cảm quan trong những trường hợp tôi nghi ngờ đó là có thắt tâm vị. Sau khi tôi nội soi rồi tôi thấy hoàn toàn nội soi không có vấn đề gì hết thì tôi sử dụng ức chế axit optimize và ức chế tiết axit tối đa. Ức chế tiết axit tối đa có nghĩa là tôi tập liều lên gấp đôi, hoặc là tôi chuyển sang một PPI mới, một cái email khác. Sau đó tôi thêm cái tức là gì? Alginate. Tôi thêm alginate
Rồi tôi thêm cái gì? Ức chế thụ thể H2 vào ban đêm tôi đi ngủ. Tôi sử dụng thêm thuốc điều hòa cảm giác đau. Và nếu không có đáp ứng thì tôi xem xét để tôi phẫu thuật. Đây là cái gai lạc của Nhật năm 2016. Thì cũng vậy thôi, các chị xem cái bên cái gợt mà kháng trị đó. Thì họ xem xét PPI. BID là tăng liều lên gấp đôi hoặc chuyển sang BPI khác. Họ ghi nè, thay BPI khác, thay đổi thời điểm uống thuốc, thêm thuốc khác là thêm gì? Mozambrite là tí nữa các chị thấy đó là cái nhóm thuốc gì? Trợ vận động đó, ức chế thụ thể H2 buổi tối. Còn cái thuốc gì của họ đó là bệnh nhân có. Đánh giá lại lâm sàng, nếu cải thiện thì tôi duy trì, nếu không cải thiện thì lúc đó tôi phải làm cái test ha, để tôi đánh giá về cái sinh lý bệnh như là pH impedance, tức là lại tôi nói với chị, và cái manometry, tức là đánh giá về vận động của thực quản thì cái này mình không có. Và lúc này mà đưa đến specialist, tức là chuyên gia điều trị về vấn đề này ha. Đó là mình chỉ tới được cái bước này thôi à, chứ mình không tới được bước nào hết á, thì mình không có phương tiện. Ức chế tiết acid tối ưu là sao? Là tuân thủ điều trị, kiểm tra xem mình uống đúng không, cách uống đúng không. Nếu phải tăng liều thì thời uống như thế nào, đổi PPI khác như thế nào, sử dụng PPI có tác dụng càng kéo dài hơn như thế nào. Rồi đây là một cái nghiên cứu năm 2012 cho thấy cái hiệu quả của Rabeprazole trên bệnh nhân mà bị viêm thực quản đau ngược, kháng trị với liều chuẩn, liều chuẩn một lần một ngày. Thì đây là cái nghiên cứu TOIS đó, thì mình chỉ sử dụng cái nghiên cứu này là nghiên cứu đa trung tâm, bù đôi trên 71 nơi ở Nhật Bản. Thì bệnh nhân được điều trị 8 tuần với PPI liều chuẩn, sử dụng Rabeprazole, Omeprazole, Lansoprazole. Thì đối với những trường hợp mà bị viêm thực quản đau ngược, Roche Analet ADD, thì họ vẫn tiếp tục điều trị, sau 8 tuần vẫn tiếp tục điều trị ha. Đó là những cái tiêu chuẩn loại trừ. Thì thấy kết quả như thế nào? Ở những bệnh nhân này là những bệnh nhân viêm thực quản đau ngược, tức là có tổn thương trên hình ảnh nội soi. Thì màu vàng là liều 20mg một ngày của Rabeprazole, màu xanh là 10mg 2 lần một ngày, màu tím là 20mg 2 lần một ngày. Thì tôi thấy rằng là cái liều 10mg 2 lần một ngày nó có hiệu quả hơn hẳn so với cái liều 20mg một lần. Có nghĩa là các chị uống một cái viên Rabeprazole buổi sáng trước khi ăn sáng so với nửa viên, tức là viên 10mg á, sáng tối thì cái thằng đó nó hiệu quả hơn. Và trong những trường hợp này thì khi tôi tăng liều lên đến 20mg nhân 2 lần một ngày á, thì tôi thấy rằng giữa cái thằng màu xanh với cái thằng màu tím á, nó không có sự khác biệt ha. Tuy nhiên khi họ tách ra làm hai nhóm, nhóm red A và B, nhóm red C và D, thì tôi thấy cái vai trò của cái liều Rabeprazole 20mg 2 lần một ngày màu tím đó vượt trội hơn hẳn so với liều 10mg một lần một ngày và 20mg một lần một ngày. Mấy chị thấy một màu tím bên kia rồi ha. Thêm thuốc khác là thêm cái gì? Thứ nhất là thuốc trợ vận động, thứ hai là alginate, thứ ba là ức chế thụ thể H2 vào ban đêm, thứ bốn điều trị cảm giác đau, cái này cực kỳ quan trọng. Khi mà chị điều trị khó khăn thì để nhớ đến cái thuốc này, gồm có thuốc chống trầm cảm ba vòng. Thuốc mà tôi hay sử dụng là gì mấy chị biết không? Tôi hay sử dụng nhất trên lâm sàng amitriptyline, sau này tôi sẽ sử dụng vì tác dụng phụ nó nhiều, đó là trazodone nửa viên buổi tối uống trước khi đi ngủ. Và thứ hai là SSRI, là cái sertraline á. Cái sertraline á là cái tên thương mại của nó là cái gì quên mất tên rồi, cái gì nhớ không, cái tên thương mại của thằng Seralin đó. Zoloft 50mg, cái đó uống rất là hiệu quả, đặc biệt cho những bệnh nhân mấy chị thấy có vấn đề gì, vấn đề về tâm lý á, thì để ý. Và sử dụng thuốc giảm cơn thắt thực quản dưới, đó là baclofen. Vai trò của baclofen là nó có liên quan trực tiếp đến vấn đề cơn thắt thực quản dưới. Thuốc trợ vận động nó có tác dụng gì? Cải thiện lưu động thực quản, tăng thải trừ axit thực quản, tăng áp lực cơn thắt thực quản dưới và cải thiện sự lập thể dạ dày. Mặc dù họ thấy rằng sự kết hợp giữa thuốc trợ vận động và thuốc chế bơm proton có cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng hiệu quả rõ ràng trên triệu chứng bulgur và sự đáp ứng trên nội soi thì vẫn chưa rõ ràng. Mình có thể cho ở những bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu, buồn nôn, đau bụng no sớm và nôn, vấn đề liên quan đến vấn đề giảm lưu động của dạ dày. Đây là một cái nghiên cứu, cái tham điểm, cái nghiên cứu về vấn đề trào ngược thực quản khi chúng ta thêm cái thuốc của genetic thì nó có đáp ứng như thế nào. Trên 163 bệnh nhân trào ngược thực quản điều trị PPI là Rabeprazole 10mg một ngày trong 12 tuần. Sau đó họ chia ra làm 3 nhóm, 2 nhóm chính, một nhóm là bệnh nhân cải thiện,
satisfied, có nghĩa là mình cảm thấy thỏa mãn rồi, đáp ứng rồi. Một nhóm không có thỏa mãn. Thì trong cái nhóm thỏa mãn chia làm ba nhóm, họ không điều trị nữa, ngưng hoặc là tiếp tục điều trị PPI hoặc là giảm xuống từ PPI chuyển qua ức chế thụ thể H2. Thì mấy chị thấy bốn nhóm ở cái bên kia. Thì khi chúng ta so sánh cái thang điểm này, ha, thang điểm này thì tôi thấy rằng là ở cái nhóm mà chúng ta thêm Ozapride á, đó là cái nhóm này, cái nhóm thêm Ozapride vào trong cái PPI á, vẫn liều như vậy á, thì nó có vẻ là cái thang điểm của nó tốt hơn, là cao nhất và có những thống kê. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy là cái vai trò của PPI và của Ozapride khi phối hợp thêm. Đây mấy chị ha, đây là trước sau 12 tuần, 24 tuần ha, của các thang điểm đó. Đây là ba cái thang điểm đó, thì họ thấy rằng là hầu hết bệnh nhân là khi kết hợp với Ozapride thì họ thấy là những cái phác đồ này nó đưa cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải ăn, bệnh nhân cảm thấy hài lòng là đến 98,2% sau 24 tuần khi họ kết hợp giữa cái điều trị chuẩn, tức là PPI với prokinetic ở những cái bệnh nhân mà họ khi sử dụng liều PPI đơn thuần vẫn thấy là gì, vẫn chưa đủ đó, thì họ phối hợp vào. Thì ở tuần thứ 24 thì thấy là cái hiệu quả nó đạt. Đây là cái nghiên cứu meta analysis, đó là một cái nghiên cứu, một cái review systematic đó, là nghiên cứu tổng hợp hết tất cả các nghiên cứu về vai trò của thuốc ức chế thụ thể H2 vào ban đêm, bedtime là lúc đi ngủ. Thì mấy chị thấy rằng cái total đó, cái quả đáp của mình đó là nó nằm lệch về phía gì, thuận lợi là favor experimental đó, so với nhóm chứng. Có nghĩa là khi tôi cho thêm vào ban đêm liều trước khi đi ngủ thì tôi thấy có hiệu quả so với cái nhóm chứng là không có sử dụng. Nhóm thuốc cuối cùng mà mới có lẽ mấy chị ít sử dụng trong gần đó là điều chỉnh cảm giác đau. Đầu tiên đó là thuốc chống trầm cảm ba vòng. Thứ hai, chống trầm cảm hồi nãy tôi nói với chị rồi ha, thì chọn lựa hấp dẫn cho những bệnh nhân đặc biệt là có tăng thực quản, tăng nhạy cảm và ở nóng chức năng. Thế là không phân biệt được bệnh nhân nó cứ đau hoặc nặng hoặc không chống vướng ở cổ, tôi xài PPI hết liều rồi mà bệnh nhân vẫn còn có triệu chứng đó hoài thì coi chừng đó là những bệnh nhân có liên quan đến vấn đề tâm lý hoặc là cái nhạy cảm của người ta quá mức so với người bình thường, nên chị nhớ cho cái thuốc này. Và đặc biệt nó có hiệu quả với những cái bệnh nhân nó gọi là hội chứng trào ngược vì do đau á, đau ngực á, đau ngực không điển hình. Đây là những cái nhóm thuốc điều hòa cảm giác đau. Đây là những cái nghiên cứu á, mặc dù cái số lượng bệnh nhân nghiên cứu không có nhiều nhưng mà chị thấy có trazodone nè, có imipramine nè, có amitriptyline nè, có seralin nè, tức là những cái thuốc mà thường hay sử dụng trên lâm sàng. Thuốc cuối cùng đó là baclofen. Baclofen lúc nào chị xài thử chưa? Thường mình hay sử dụng cho bệnh nhân nào? Baclofen phải dùng cho bệnh nhân nào? Nó cột hoài lên những mà nổi thì cuối cùng phải xài baclofen. Baclofen là cái thuốc, nó là GABA agonist, nó giảm cái trào ngược thực quản thoáng qua là đến 46%, giảm 43% cơn trào ngược, tăng áp lực cơ thắt thực quản dưới, tăng tốc độ làm trống dạ dày, giảm đáng kể triệu chứng trào ngược không do axit. Nếu đo pH không thực hiện được thì baclofen được đề nghị trên những bệnh nhân có triệu chứng chủ yếu là ở trớ, và hiệu quả của nó tốt hơn nhưng mà ít tác dụng hơn, đó là những cái GABA beta agonist mới so với baclofen, đó là zilbenzone, gabapentin và baclofen, thì những cái thuốc này mình chưa có. Đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp cho thấy rằng vai trò của baclofen trong điều trị trào ngược thực quản dạ dày. Mấy chị nhìn có quả trắng cuối cùng, cái total đó nó lệch về phía gì, thuận lợi ha, nó lệch về phía thuận lợi. Và như vậy là mình thấy có vai trò hơn so với cái nhóm chứng, tức là nhóm không sử dụng baclofen. Đây cũng vậy, cuối cùng thua hết rồi, sử dụng hết còn thứ gì nữa hết rồi, thì lúc đó chỉ còn cái phẫu thuật và phẫu thuật. Thì khi tới phẫu thuật, phẫu thuật bắt buộc trước khi làm là phải làm những cái gì, đo pH với empirical monitoring và làm cái gì, manometry, tức là đo cái áp lực thực quản đã xác định chắc chắn đã ha, rồi ta mới có làm cái phương pháp này. Tóm lại, thuốc chế bơm proton là thuốc chính trong điều trị gợt, các thuốc hỗ trợ khác hỗ trợ vận động alginate ức chế thụ thể H2. Nguyên nhân của triệu chứng gợt kháng trị gồm gợt và không phải gợt, thường gặp trong ức chế axit không đủ ở nóng chức năng. Đánh giá gợt kháng trị, đánh giá sự tuân thủ thuốc, tăng liều PPI hoặc đổi sang PPI khác, thực hiện các xét nghiệm thăm dò khác như nội soi hoặc X quang.
điều trị và kháng trị gồm ức chế tiết axit tối ưu, thêm thuốc khác như Imaginat, trợ vận động, ức chế thụ thể H2, điều chỉnh cảm giác đau và baclofen, và cuối cùng là phẫu thuật và nội thuật. Rồi hết bài đầu tiên.